mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Câu chuyện hoán cải của Dia -e nhờ đóng vai Thánh Phanxicô ACC. -si. Xuất thân từ một gia đình nhập cư hồi giáo, phải đấu tranh giữa những thất bại ở trường học, từng qua đêm ở đồn cảnh sát, sống trong thế giới mại dâm, Dia -e đã được biến đổi theo công giáo nhờ con đường nghệ thuật sân khấu với vở kịch Thánh Phanxicô ACC. -si. Dia -e sinh năm 1959 tại viên có cha mẹ là người Algeria chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh giành độc lập. Mặc dù là tín đồ Hồi giáo, cha mẹ của Diame không buộc con cái phải thực hành giống như họ và có một cuộc sống kín đáo. Khi lớn lên, Diame gặp nhiều khó khăn trong học tập do bị nói lắp, không thể đọc hoặc viết và không có chứng chỉ nào. Cảm giác thất bại luôn hiện trong tâm trí. Thất bại chán nản đã đưa thiếu niên Diame nhiều lần đến đồn cảnh sát vì với những hành vi mà Diame luôn khẳng định vô tội, trộm cắp, phá phách. Vào năm 16 tuổi, người trẻ quyết định bỏ nhà ra đi, không báo cho gia đình biết và hướng đến là Paris. Sau này Diame thú nhận, lúc đó tôi cảm thấy bế tắc và nghĩ rằng ra đi là cách giải thoát duy nhất. Thực tế, tôi không có kết nối với xã hội, không có nghề nghiệp. Tôi sống trong cô đơn. Giờ đây tôi xác tính lúc đó có một bàn tay nâng đỡ bảo vệ tôi nhưng tôi không nhận ra. Tại Paris, Diame cố gắng định hướng cuộc đời nhưng rồi bị cuốn vào con đường mại dâm nam và ma túy trong cuộc sống đầy bóng tối này cũng có những lúc trong sâu thẳm đi tìm cách vượt qua như ông chia sẻ. Khi được đề nghị dùng ma túy, tôi tự nhủ, nếu đụng vào nó mình sẽ chết. Nhưng sau đó tôi lại trượt dài trên con đường tội lỗi này. Tuy nhiên sự kiềm chế trong tích tắc này đã cho thấy tôi vẫn nhận thức được điều tốt và điều xấu. Một ngày kia, lang thang trên đường phố đã dẫn đi đến nhà thờ và ở lại đó rất lâu. Đi thú nhận, tôi cảm nhận một sự dịu dàng không thể giải thích được. Tôi không biết Chúa Kitô, tôi không tạo ra mối liên hệ giữa sự an bình này và thánh giá, nhưng sự bình an không thể diễn tả được. Sau 7 năm làm những công việc không ổn định, Diame đăng ký vào một lớp sân khấu ở trường Gia An Lauren Cochet với mong muốn được làm một nghề có cơ hội xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, lúc đó người trẻ cho rằng không hiểu tại sao mình lại đến đây trong khi nói và đọc vẫn còn rất khó khăn nỗ lực trong học tập đã giúp Diame vượt qua chính mình và chính nghệ thuật sân khấu đã làm Diame nói tốt và tự tin hơn. Tuy nhiên một điều thay đổi khác quan trọng hơn đối với sinh viên của trường nghệ thuật sân khấu này, đó là say mê tìm hiểu văn học Pháp. Tất nhiên nguồn văn học này lại là nguồn tài liệu tham khảo về kỳ tô giáo, và điều này đã dẫn Diame đến việc đọc tin mừng, rồi một ngày đến ơn mặc khải. Vào năm 24 tuổi, Diame khám phá vở kịch của người nghèo bé nhỏ của Jacques Cobo, lấy cảm hứng trực tiếp từ cuộc đời của Thánh Phan Si Cô Ác nói, qua Thánh nhân tôi thấy khuôn mặt Chúa Kitô, tôi cảm thấy gần gũi với Ngài. Tôi tự nhủ Thánh Phan Cô đã theo Chúa, nếu tôi đi theo người nghèo bé nhỏ này tôi cũng theo Chúa Kitô. Đối với tôi Thánh nhân thật phi thường, đó là sự điên rồ của một tình yêu được tỏ bày trong tất cả sự tuyệt vời. Với những cảm nhận này, với công ty Lê Tô Du Môn Đời do chính mình tạo dựng, diame quyết định dựng vở kịch đảm nhận vai Thánh Phan Cô và vào năm 1988 biểu lần đầu tiên. Hai năm sau, đoàn kịch đã có cơ hội biểu diễn vở kịch này cho Thánh Giáo Hoàng Gia An Phaolô II. Cuối cùng vào năm 1997, sau một hành trình dài, Diame đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Diame làm chứng, rửa tội là cảm giác được đổi mới. Những gì đã qua, nhưng điều quan trọng nhất là những gì đang là và những gì sẽ xảy ra. Cầu nguyện, giáo huấn của Chúa Kitô, các bí tích. Tôi đã lãnh nhận tất cả bằng thân xác, trái tim và tâm hồn mình. Tất cả những gì tôi đã trải qua là hồng ân. Trong tin mừng, Chúa Kitô thường nói, "Hãy đi, đức tin của con đã chữa con." Tôi từng là người đã đau khổ, tôi là người đã phạm tội, đức tin của tôi đã cứu tôi. Tôi không biết đức tin đến từ đâu và tôi biết nó rất mong manh, nhưng đức tin ở đó và Chúa Kitô biết điều này. Giờ đây, nhìn lại những gì đã qua, người đàn ông lớn tuổi thú nhận tất cả là một phép lạ từ sự cô đơn bị bỏ rơi loại trừ ông đã được cứu nhờ ơn chúa nhờ đức tin vào tình yêu vô biên của chúa con xin chân thành cảm ơn cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen